Vâng, xin chào bác Lê Minh Kinh xin ạ. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu XTC dòng cao cấp của dòng thương hiệu Gian, model XTC 860. Thì trong thời gian vừa qua nó về mẫu model XTC 800, 820 và 840. Dòng XTC 860 là dòng model xếp thứ hai của dòng XTC sau đời XTC 880 em đã review vừa qua. Và cấu hình rất là khủng đó nhá, cấu hình đồ Shimano SLX rất là cao cấp, đủ những trục giống của Shimano. Sóc ba giảm sóc hơi và xây dựng em này nó phải đi trên chiếc xe. Vâng, trong những video trước thì em đã giới thiệu qua về thương hiệu dòng Gian và dòng Mountain Bike địa hình. Thì có rất nhiều model, thì đây là một cái dòng xe model cao cấp của dòng Gian, model XTC X860. Xe làm từ hợp kim nhôm alloy XSL. Vẫn là hợp kim nhôm siêu nhẹ của dòng Gian. Và đây là dòng 27.5. Thường Gian dòng XTC thường nó có model XTC 860, 27.5, 800 và 820 đều là vành kích thước lốp 27.5. Làm từ hợp kim nhôm siêu nhẹ. Tổng thể xe đánh giá là tầm 85-90% xe. Xe còn rất là mới. Lần này em về chiếc size M. Xe trang bị với bộ dây sườn cao cấp của Ford ghi đông chính hãng của Gian SL cao cấp. Và xe sử dụng cái cấu hình rất là khủng đó nhá. Trang bị với Shimano SLX cao cấp hơn cả đồ Delre. Trên Delre, Alivio, Ancut và Tuley, Acera. Gần như là chùm cuối của dòng Mountain Bike của Tô Đinh rồi. Tay lắng cao su chính hãng của dòng Gian. Đằng trước sử dụng với bộ phanh dầu thủy lực chính hãng Shimano. Và xe được trang bị với cặp khóa chỉnh sửa tốc chân tay, giảm sóc hơi rất là cao cấp. Bên phải em trang bị với tầng đĩa cũng là đồ đĩa của Shimano SLX. Và cụm phanh sau là cụm phanh dầu thủy lực chính hãng của Shimano. Đây là chỗ xả e, bơm hơi cho giảm sóc hơi là cao cấp. Giảm sóc hơi, khóa chỉnh sửa tốc chân tay. Rất tiện lợi cho các bác đi dòng xe đạp địa hình, những dòng đường phố hoặc là đi những cái khu vực mà đường xấu các có thể đóng mở sóc chân tay lắm luôn, không cần phải xuống xe. Sóc hơi chính hãng nguyên bản theo xe, sóc 27.5. Và xe được trang bị với cặp vành chính hãng nguyên bản theo xe, vành của Gian, vành 27.5. Lốp nguyên bản theo xe, lốp của Gian 27.5. Lần này em về một chiếc size M. Thích hợp các bác cao từ 1m6 đến trên 1m7. Cổng yên và yên chính hãng của Gian, cổng yên FR2 nguyên bản theo xe. Gạt đĩa Shimano Delre, đùi đĩa trục rỗng chính hãng của Shimano rất là cao cấp. Củ đè Shimano SLX. Trang bị với 10 tầng lip, 3 tầng đĩa cho chuyển động của xe là 30 tốc độ. Vâng, gần như là full dòng chuyển động của xe rồi. 30 tốc độ xe rất là cao cấp. Đằng sau xe cũng sử dụng với vành chính hãng của Gian 27.5. Lốp cũng là lốp của chính hãng của Gian 27.5. Mayer trước và Mayer sau cũng có chính hãng của Gian nguyên bản theo xe. Đây là cái dòng model cao cấp thể hiện hiện tại bên em mới về, dòng Mountain Bike XTC 860 Group SLX. Cụm phanh, cụm sóc dầu thủy lực, khóa chỉnh sửa tốc trên tay. Và bây giờ xin lắng nghe cái chiếc hoạt động của xe. Vâng, lên lip đây. Xe trang bị với 10 tầng lip rất là khủng luôn nhá. Chính hãng nguyên bản theo xe, xuống lip rất trơn tru và mượt mà. Vàng củ đề của Shimano SLX. Bên đây phải em là đùi trục rỗng của Shimano, 3 tầng đĩa. Khóa chỉnh sửa tốc chân tay. Và đây là model cao cấp của dòng XTC, model XTC 860. Và em vừa đã tổng thể xong chiếc xe Mountain Bike địa hình XTC 860 full group chính hãng của Shimano, của SLX, đùi trục rỗng của Shimano. Và xe được trang bị với giảm sóc hơi cao cấp, khóa chỉnh sửa tốc trên tay. Xe giá rất tốt bên em là 13.800.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có bác nào quan tâm thì liên hệ qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm trên xe đạp, nhấn đăng ký và theo kênh. Và hẹn gặp lại trước ngày mai. Vâng, và bên em cũng kinh doanh mua bán chuyên về đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Vâng, bác có thể thấy rõ rất nhiều đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ bên em. Đây, rất là nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ bên em.
và các bác lên và các bác lên trên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, đồng hồ chuyên đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ, và các liên hệ theo cái số điện thoại Zalo 0936 050 424, và nhấn đăng ký theo các kênh và liên hệ theo số Zalo để được tư vấn chi tiết hơn.